Lời Chúa thứ năm sau Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng, ngày mùng 3 tháng 12 năm 2020. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ năm đầu tháng 12 và bắt đầu vào mùa vọng. Ngày thứ năm đầu tháng, chúng ta đặc biệt nhớ cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, các hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ. Thống kê về số linh mục trong giáo hội năm 2020, trong khoảng thời gian 5 năm từ 2013 đến 2018, Giáo hội Công giáo bị giảm mất 1.319 linh mục, tức là giảm 0,3% theo niên giám thống kê của Giáo hội về tình trạng năm 2018 vừa được Văn phòng Thống kê Trung ương của Giáo hội công bố. Năm 2013 có 415.384 linh mục trong Giáo hội, nhưng năm 2018 còn lại 413.065 linh mục. Tuy nhiên, nếu xét theo các châu lục thì tình hình rất khác nhau trong khoảng thời gian ấy. Số linh mục tại Phi Châu tăng 14,3% và tại Á Châu tăng 11%. Tại Mỹ Châu, số linh mục hầu như đứng yên với khoảng 122.000 vị. Còn tại Âu Châu, linh mục giảm 7%, trong khi tại Úc Châu giảm 1,1%. Nếu xét về con số các linh mục trong giáo phận và linh mục dòng trong giáo hội, người ta thấy có sự khác biệt rất lớn. Trong khoảng thời gian 5 năm, từ 2013 đến 2018, số linh mục giáo phận trong giáo hội tăng 0,5%, trong khi số linh mục dòng giảm dần 2%. Xét theo đại lục, số linh mục dòng tại Âu Châu giảm 8,3%, tại Mỹ Châu giảm 6,7%, Úc Châu giảm 3,1%, trong khi đó, linh mục dòng tại Á Châu tăng 12,8%, và tại Phi Châu tăng 9,7%. Thưa anh chị em và các bạn, đó là những con số để chúng ta có thể có được một cái nhìn tổng quát về ơn kêu gọi, về số linh mục phục vụ trong giáo hội công giáo. Và ngày 14 tháng 11 năm 2020 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm giám mục mới cho giáo phận Đài Nam bên Đài Loan. Đó là Đức Cha Gioan Lý Nhược Vọng, kế nhiệm Đức Cha Bosco Lâm Chí Nam về hưu. Thưa anh chị em, đặc biệt ở cái điểm là Đức Tân Giám Mục này như thế này. Đức Cha Gioan Lý Nhược Vọng năm nay 54 tuổi, sinh ngày 2 tháng 11 năm 1966, là con thứ 9 trong một gia đình đông con. Cha mẹ không thể nuôi nổi tất cả những người con này, cho nên đã cho một gia đình công giáo nhận làm con nuôi, và nhờ đó mà cậu bé Lý Nhược Vọng mới trở thành người công giáo. Sau khi theo học tại trường của các cha dòng Don Bosco và tại chủng viện Đài Nam, thầy Lý Nhược Vọng thụ phong linh mục năm 1993. Sau nhiều công tác mục vụ, cha Gioan Vọng du học tại Đại học Giáo Hoàng Ucrania tại Roma và đậu cử nhân thần học tín lý. Năm 2019, cha làm tổng đại diện giáo phận Đài Nam, một giáo phận bé nhỏ, chỉ có 7.500 tín hữu công giáo trên tổng số gần 2 triệu dân cư. Đức Tân Giám Mục dấn thân nhiều trong việc mục vụ giới trẻ và thường nói: "Tôi hy vọng qua cuộc đời của tôi, dân chúng hiểu rằng Thiên Chúa hướng dẫn cuộc sống của chúng ta." Thưa anh chị em, một giám mục xuất thân từ một gia đình không phải công giáo,
mà vì đông con quá cho nên phải cho bớt đứa con nó đi. Mà đứa con được cho bớt đi lại là chính cậu Lý Nhược Vọng lại lọt vào một gia đình công giáo. Nhờ đó mà cậu được rửa tội rồi được học trường đạo, đi tu làm linh mục và mới đây được làm giám mục. Thấy đường lối của Chúa rất là lạ lùng. Trong ngày thứ năm đầu tháng, chúng ta nhớ cầu nguyện cho các hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ và đặc biệt là cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Francisco. Và hôm nay mùng 3 tháng 12 cũng là ngày lễ kính thánh Francisco Xavier, bổn mạng các sứ truyền giáo. Mời anh chị em nghe câu chuyện về thánh Francisco Xavier trong chuyên mục Chuyện đạo, chuyện đời của ngày hôm nay thứ năm mùng 3 tháng 12. Và bây giờ thì mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa ngày thứ năm sau Chủ nhật thứ nhất mùa vọng. Bài đọc 1, trích sách ngôn sứ Isaiah. Ngày ấy trong xứ Juda, người ta sẽ hát bài ca này: chúng ta có thành trì vững chắc, Chúa đã đặt tường trong lũy ngoài để chở che, mở cửa ra cho dân tộc công chính bước vào, một dân tộc chọn niềm trung nghĩa. Lạy Chúa, Ngài quyết giữ cho dân được an cư lạc nghiệp vì họ tin vào Ngài. Đến muôn đời hãy tin vào Đức Chúa. Chính Đức Chúa là núi đá bền vững ngàn năm. Vì Người đã lật nhào dân sống ở núi cao, thành trì kiên cố Người đã triệt hạ. Triệt hạ cho bình địa chỉ còn là bụi đất. Nó sẽ bị chà đạp dưới chân người cùng khổ, dưới gót kẻ yếu hèn. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp: nguyện xin Chúa tuôn đô phúc lành cho người tin vào đây nhân danh Chúa. Hay tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Ân thân bên cạnh Chúa trời thì hơn tin cậy ở người trần gian. Cậy vào thần thế vua quan chẳng bằng ân nao ở bên Chúa trời. Xin mở cửa công chính cho tôi, để tôi vào tạ ơn Đức Chúa. Đây là cửa dẫn vào nơi Chúa ngự, chỉ những người công chính mới được qua. Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài, vì đã đáp lời con và thương cứu độ. Lạy Chúa, xin ban ơn cứu độ. Lạy Chúa, xin thương giúp thành công. Nguyện xin Chúa tuôn đô phúc lành cho người tin vào đây nhân danh Chúa. Từ nhà Chúa, chúng tôi chúc lành cho anh em. Đức Chúa là Thượng Đế, Người dạy sáng trên ta. Alleluia, Alleluia. Hãy tìm gặp Đức Chúa khi Người còn cho gặp, kêu cầu Người lúc Người ở kề bên. Alleluia. Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Matthew, chương 7, câu 21, câu 24 đến câu 27. Matthew chương 7, câu 21 và câu 24 đến câu 27. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa là sẽ được vào nước trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đứng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước quấn hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây mà chẳng đem ra thực hành thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước quấn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ tan tành. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, vào lúc 4 giờ chiều ngày thứ Bảy, 28 tháng 11 năm 2020, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự công nghị hồng y tại bàn thờ ngay tòa trong đền thờ Thánh Phêrô để phong 13 hồng y mới, gồm 9 hồng y cử tri dưới 80 tuổi
và 4 hồng y trên 80 tuổi. 13 tân hồng y đến từ 8 quốc gia, trong đó có 6 vị người Ý. Các vị còn lại đến từ Malta, Uganda, Hoa Kỳ, Philippines, Chile, Brunei và Mexico. Có nhiều người nói tiếc quá, kỳ này Việt Nam không được hồng y nào cả. Vì hiện thời ở Việt Nam thì chúng ta có 2 đức hồng y, nhưng mà đã đến tuổi về hưu hết rồi. Chúng ta cầu nguyện nha, để chương trình của Chúa, bàn tay của Chúa, mình không thể biết được. Mình không có quyền sắp xếp chương trình cho Chúa. Đó là ước muốn của chúng ta, nhưng mà ý muốn của Chúa thì lại là khác. Có 2 tân hồng y, người Philippines và người Brunei, không hiện diện trực tiếp trong công nghị được, tức là không thể đến Roma được, chỉ có nối kết qua mạng mà thôi. Trong số 9 vị dưới 80 tuổi, đứng đầu danh sách là Đức Tân Hồng Y Mario Craig, người Malta, mới được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục từ ngày 15 tháng 9, thay thế Đức Hồng Y Lorenzo Badisori. Kế tiếp là Đức Tân Hồng Y Marcelo Semeraro, cũng mới được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Phong Thánh từ ngày 15 tháng 10 vừa qua. Có 6 vị đang là giám mục coi sóc các giáo phận và 1 vị là bề trên cộng đoàn Francisco ở Assisi. Trong 3 tân hồng y được bổ nhiệm khi đang là linh mục, 2 vị đã lãnh nhận chức giám mục theo quy định của giáo luật. Riêng cha Raniero Cantalamacera dòng Cappuccino đã xin không chịu chức giám mục, chỉ làm lãnh tước hồng y mà thôi. Đó là trường hợp đặc biệt. Thưa anh chị em, công nghị đặc biệt trong thời đại dịch xảy ra như thế nào? Công nghị năm nay là một công nghị đặc biệt chưa từng có do tình hình đại dịch COVID-19 đang bùng nổ ở nhiều nơi trên thế giới và đặc biệt là tại Ý. Số người tham dự ngoài khoảng 40 hồng y và các hồng y tân cử chỉ có sự hiện diện giới hạn của hơn 100 người. Trong đó có các cha sở và các vị phụ trách các nhà thờ được bổ làm nhà thờ hiệu tòa của các tân hồng y. Tất cả đều đeo khẩu trang. Như đã thông báo, không có cử chỉ ôm chào của Đức Thánh Cha với các tân hồng y. Sau nghi thức phong hồng y, không có những cuộc chào thăm chúc mừng các tân hồng y như thường diễn ra trong các công nghị hồng y trước đây. 11 hồng y tân cử mặc phẩm phục đỏ đứng dọc hai bên bàn thờ. Riêng Đức Hồng Y tân cử Cantala Messa vẫn mặc bộ áo dòng Cappuccino. Công nghị hồng y, phong hồng y được tiến hành dưới hình thức một buổi phụng vụ lời Chúa. Sau lời chào phụng vụ của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Mario Craig, người Malta, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, đã đại diện mọi người chào mừng và cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco. Trong bài huấn dụ dựa trên đoạn tin mừng Thánh Mát-cô chương 10, câu 32 đến câu 45, thuật lại cuộc hành trình lên Jerusalem của Chúa Giê-xu và các môn đệ. Trong đó, Chúa Giê-xu lần thứ 3 loan báo về cuộc khổ nạn của Người và hai anh em Giacôbê và Gioan. Hai ông muốn được ngồi bên tả hữu của Chúa. Đức Thánh Cha nói về con đường mà giáo hội phải đi. Đó là con đường lịch sử cứu độ được Chúa Kitô thực hiện, con đường hướng đến mầu nhiệm phục sinh. Đức Thánh Cha nói, thánh giá và sự phục sinh thuộc về lịch sử của chúng ta, là hiện tại của chúng ta, nhưng cũng luôn là mục tiêu của cuộc hành trình của chúng ta. Đức Thánh Cha nói rằng những lời của đoạn tin mừng hôm nay thường được đọc trong các công nghị phong hồng y là dấu chỉ đường, là dấu chỉ đường cho chúng ta trên hành trình cùng đi với Chúa Giê-xu. Ngài mời gọi các hồng y suy tư về những lời này. Thưa anh chị em và các bạn, Đức Thánh Cha nói con đường của Chúa Giê-xu, đó là con đường khổ nạn, chết và phục sinh. Trước hết,
Các môn đệ sợ hãi vì họ biết điều gì đợi họ ở Jerusalem. Trong hoàn cảnh này, Chúa Giêsu không bỏ rơi họ. Người không bao giờ bỏ rơi các bạn hữu của người. Ngày hôm nay cũng thế, Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Có những lúc mình có cảm giác như Chúa bỏ rơi, cảm giác như là Chúa vắng mặt, để cho Covid-19 nó hoành hành quá sức, để cho bao nhiêu kẻ gian ác nó hoành hành quá sức, để cho biết bao nhiêu những thiên tai nó hoành hành quá sức mà Chúa không ra tay. Nhưng hãy nhớ, Chúa không bao giờ bỏ rơi các bạn hữu của người. Chúa chuẩn bị cho 12 tông đồ đối diện với thử thách, để họ có thể đi cùng với người bây giờ, nhưng đặc biệt là để khi người không ở giữa họ, họ luôn đi cùng người trên con đường của người. Chúa loan báo cho họ về cuộc khổ nạn, sự chết và phục sinh của người. Đây là con đường của con Thiên Chúa, của người tôi tớ của Chúa, và Chúa chính là con đường dẫn các môn đệ đi. Chúa Giêsu là con đường dẫn các môn đệ đi, và ngày hôm nay Chúa Giêsu cũng đang là con đường để dẫn chúng ta đi trong hành trình về miền đất hứa, về nước hằng sống, về bến bờ lòng Chúa thương xót mà mỗi người đang sống trong mùa vọng này, đang đi vào cái con đường Chúa đã đi xưa. Nhưng hai anh em Giacôbê, Gioan lại muốn đi cái con đường khác, không muốn đi vào con đường của Chúa Giêsu. Họ muốn vinh quang khải hoàn. Đức Thánh Cha nhận xét, đây là con đường của những người thậm chí có lẽ không nhận ra. Đó là con đường của người sử dụng Chúa để tiến thân. Sử dụng Chúa để tiến thân. Đây là con đường của những người như Thánh Phaolô nói là tìm kiếm lợi ích của riêng họ chứ không phải lợi ích của Chúa Kitô. Hai anh em Giacôbê và Gioan đã đi trật đường rồi. Và ngay sau đó các môn đệ khác cũng bị cám dỗ đi trật đường. Chị em thấy vừa mới nghe hai ông này xin ngồi bên tả bên hữu là 10 ông còn lại bắt đầu vừa phải thôi, có hai chỗ ngon nhất thì hai anh em mày dành còn chỗ đâu cho tụi tao nữa. Các môn đệ khác cũng bị cám dỗ đi chật đường. Ta thấy cái điều tốt mà mình làm ít có người theo, hoặc mình thấy những điều tốt người khác làm mình cũng khó mà theo, không có mau mắn mà theo. Nhưng cái nào nó xấu nhanh lắm, bắt chước nhanh lắm. Ta thấy những đứa bé tập mãi hỏi đi thưa về trình, tập đi tập lại, mà có ai tập cho nó chửi thầy không? Có ai tập cho nó nói dối không? Có ai tập cho nó văng tục không? Nó đi ra ngoài nó chơi chỉ nghe một cái thôi nó về, nó bắt đầu nó văng tục, là nó chửi thầy, là nó nói dối. Cái điều xấu mình bắt chước nó nhanh vô cùng, trong khi cái tốt thì phải tập đi tập lại. Thế con đường của Chúa cũng vậy. Chúa đã đi rồi, Chúa đã làm rồi, Chúa đã nói rồi. Ấy thế mà hai ông Giacôbê và Gioan không có chịu nhận ra, mà lại sử dụng Chúa để tiến thân. Cũng như ngày hôm nay, nhiều người đi tu, muốn làm linh mục, muốn làm tu sĩ, chỉ nhằm mục đích là tiến thân, là đổi đời. Ngày xưa, mình không đi tu, sống cuộc đời nó lụi đụi, lè tè, thấp tè, không hay để ý. Ráng đi tu, làm linh mục, làm tu sĩ, khi làm cha giáo, làm bề trên, vân vân và vân vân. Cứ vậy mà thăng quan tiến chức, và mình biến Chúa Giêsu như Đức Giáo Hoàng nói là sử dụng Chúa để tiến thân, tìm kiếm lợi ích riêng của mình chứ không phải lợi ích của Chúa Kitô và lợi ích của giáo hội. Từ điều này, Đức Thánh Cha cảnh báo các tân hồng y cần luôn tỉnh thức để đi trên con đường của Chúa. Ngài nói, bởi vì chúng ta có thể ở bên Chúa với đôi chân, với thân xác,
Nhưng trái tim của chúng ta có thể ở xa và đưa chúng ta đi lạc đường. Màu đỏ tươi của y phục hồng y, màu của máu. Vì tinh thần thế gian có thể trở thành màu của một sự sang trọng của thế tục. Cũng mong được mặc cái áo đỏ để được người ta kính nể, thăng quan tiến chức. Nên màu đỏ tươi của y phục hồng y là màu của máu, máu và nước từ trái tim Chúa. Là máu, đó là màu của sự hy sinh, của sự bỏ mình, hiến thân mình, thì lại trở thành màu của một sự sang trọng của thế tục. Khủng khiếp. Đức Thánh Cha nhắc đến sự tương phản rõ nét giữa Chúa Giêsu và các môn đệ. Chúa đi trên con đường, còn các môn đệ đi chật đường. Ngày hôm nay anh chị em mình đang trong những ngày mùa vọng. Tôi nhớ những năm ở giáo điểm Tin Mừng, cứ bắt đầu vào mùa vọng là chúng tôi bắt đầu luôn chương trình tĩnh tâm mùa vọng. Là suốt từ Chủ nhật thứ nhất mùa vọng cho đến Chủ nhật thứ tư mùa vọng. Gọi là không phải tĩnh tâm một ngày hay ba ngày, một tuần, nhưng mà là suốt bốn tuần mùa vọng. Thì năm nay cũng thế. Mặc dù không có tụ họp nhau được như ở giáo điểm Tin Mừng với con số mấy chục ngàn người, nhưng hàng ngày anh chị em nghe lời của Chúa, chúng tôi cùng với anh chị em, chúng ta tĩnh tâm, chúng ta cầu nguyện suốt những ngày mùa vọng này, để xin Chúa cho mình thấy được mình đang đi trên con đường của Chúa hay trên con đường của thế gian. Mình đang đi đúng đường hay là chật đường. Hai con đường không thể gặp nhau. Và chỉ có Chúa bằng thánh giá và sự phục sinh của người mới có thể cứu những người bạn có nguy cơ lạc lối vì chật đường. Chúa cứu những người chật đường đó bằng thánh giá, cái chết và sự phục sinh của Chúa. Chúa lên Jerusalem vì họ và vì mọi người. Người đổ máu ra và khi sống lại, người tha thứ và biến đổi họ và đưa họ trở lại con đường của người. Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha lưu ý rằng những lời trong Tin Mừng là lời cứu độ cần thiết cho giáo hội ở mọi thời đại, là sứ điệp cứu độ đối với chúng ta hôm nay. Ngài nói, chúng ta, giáo hoàng và các hồng y, cũng phải luôn thấy mình được phản ánh trong lời chân lý này. Nó là một thanh kiếm được mài sắt, nó cắt, nó gây đau đớn, nhưng nó cũng chữa lành, giải phóng và hoán cải chúng ta. Hoán cải có nghĩa là từ chỗ chật đường chúng ta đi trên con đường của Thiên Chúa. Từ chỗ chật đường chúng ta đi đúng đường. Và xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta hôm nay và mãi mãi ân sủng này. Thưa anh chị em, đó cũng là điều mà lời Chúa ngày hôm nay, thứ năm sau Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, mời gọi chúng ta đi vào con đường đúng. Đó là con đường nghe và làm theo lời Chúa. Còn không, chúng ta đi chật đường là nghe thì nghe đấy, nhưng mà làm là làm theo ý ta chứ không theo ý Chúa. Và Chúa Giêsu nhấn mạnh rằng những người mà nghe mà không làm theo ý Chúa thì giống như là người khờ dại xây nhà mà không trên nền đá vững chắc, chỉ mưa sa bão táp sụp đổ hết. Những căn nhà mà chúng tôi đến trong hai chuyến công tác bác ái ra ngoài miền Trung vừa rồi thấy rõ điều đó. Những căn nhà nào mà không vững chắc thì mưa gió sập hết, chốc hết. Còn những căn nhà mà nền móng vững chắc rồi người ta phòng chống bằng cách là ghì, là cột, là giữ, thì những căn nhà đó mới có thể tồn tại sau cơn mưa, sau cơn bão. Rất rõ điều đó. Và sạt lở xảy ra cũng là vì nó không có nền, không có móng. Cả cái ngọn núi như thế này, rồi người ta cứ phá chân núi, làm nó mất móng. Đến khi mà nước lũ nó đến, nó xói mòn cái chân núi. Và cả cái tảng núi, tảng đá lớn nó đổ sập xuống, có khi phủ lấp
cả cái con đường, phủ lấp cả cái căn, một cái ngôi làng 20 gia đình. Rồi bùn ở trên nó đổ xuống nữa, coi như cả cái ngôi làng đó dưới 2 mét bùn, không còn ai có thể sống sót được. Vậy thì tháng 12 này chúng tôi lại tiếp tục đi 2 chuyến công tác ra ngoài miền Trung để cứu giúp, gây dựng lại, giúp họ gây dựng lại những căn nhà và giúp họ một số tiền nào đó để có thể làm vốn mà sinh sống, để sống cho đến ngày Noel hoặc Tết sắp tới đây. Thưa anh chị em, thấy cái số lượng mà những món quà chúng tôi gửi đến thì chúng ta có thể tưởng tượng ra được tấm lòng của những người anh chị em ở trong nước cũng như là ở hải ngoại đóng góp chia sẻ lớn như thế nào. Đó là những người đang nghe và làm theo lời Chúa. Lời Chúa bảo rằng là bất cứ điều gì con làm cho những người bé mọn nhất là con làm cho chính ta. Anh chị em ấy đóng góp vì đã nhận ra rằng là dù bớt một ly cà phê, bớt một điếu thuốc, bớt một bữa ăn để dành cái số tiền đó mà chia sẻ cho những người nghèo, thì họ đang làm cho chính Chúa. Họ đang thực hành lời Chúa, họ đang xây nhà trên một cái nền tảng vững chắc là lời Chúa. Ngược lại, có những người miệng thì nói ngon lắm, con có mấy trăm tỷ, con có 1.000 tỷ, rồi con có bao nhiêu dự án nào cũng từ trăm tỷ trở lên. Nhưng mà khi nghe kêu gọi đi giúp cho đồng bào miền Trung, con còn khó khăn lắm, bây giờ tiền còn kẹt lắm. Thì thưa anh chị em, họ chỉ có nói mà họ không có làm. Nghe lời của Chúa đó, nhưng mà họ lại không sống lời của Chúa. Họ chỉ biết lo cho bản thân họ, bao nhiêu cơ ngơi, bao nhiêu nhà cửa, khoe hết chỗ dự án này, đến dự án nọ, đến dự án kia, khoe làm ăn toàn là tiền trăm tỷ trở lên. Nhưng mà thực chất họ có dám chia sẻ cho những người nghèo hay không? Mà tôi nhấn mạnh lại rằng là những người có tiền có của đừng bao giờ nghĩ rằng, hay là những đại gia đừng nghĩ rằng là tôi bố thí cho những người nghèo rồi những người nghèo đó phải mang ơn tôi, phải đây là đại ân nhân, đây là nhà tài trợ, rồi suốt ngày cứ phải nâng họ lên tận mây xanh vì họ đã hy sinh, vì họ đã đóng góp, vì họ đã chia sẻ cho người nghèo. Tôi nói không, ngược lại mới đúng. Chính những người có tiền có của, chính những đại gia đấy, chính những người mà được gọi là ân nhân hay là nhà tài trợ đó phải cảm ơn những người nghèo khổ. Cảm ơn những người nghèo khổ vì nhờ có họ mà họ mới trả được cái nợ, vì họ nợ tất cả những gì họ có là bởi Chúa ban. Bây giờ họ phải trả lại cho Chúa, trả lại cho Xê-gia cái gì thuộc về Xê-gia, trả lại cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa. Và biết đâu những cái đồng tiền họ có được là nhờ mồ hôi nước mắt của những người nghèo, những người làm công cho họ, mà có khi họ bóc lột những người đó không chừng, có khi họ siết nợ những người đó không chừng, có khi họ cho vay nặng lãi không chừng để họ có thể có nhiều tiền như thế. Mà bây giờ thì họ phải trả lại cho những người nghèo, là họ phải cảm ơn những người nghèo. Mà lời Chúa bảo rằng là chính những người khi các con làm tiệc, hãy mời những người không có gì để mà mời lại các con, thì chính những người không có gì để mà đáp lại cho các con, họ sẽ rước các con vào hưởng hạnh phúc nước trời. Cho nên phải cảm ơn những người nghèo, vì nhờ có người nghèo đó mà những người giàu mới có cơ may mà vào nước trời, vì con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước trời. Phải dám cắt bỏ cái khối u trên con lưng lạc đà thì mới chui qua lỗ kim được. Khối u đó là lòng ham mê tiền của, say sưa với tiền của, với danh vọng, với chức tước. Cái đó nó không phải là nền tảng vững chắc, cái đó là những cái nền móng hết sức là mong manh và rất dễ sụp đổ. Chỉ một cái biến cố Covid thôi là bao nhiêu đại gia đã trở thành tay không, bao nhiêu người đã bị phá sản. Nhìn lại mà coi, có ai dám chắc chắn là những của rả
bao nhiêu là cơ ngơi tài sản này mình có vững chắc được hay không. Mà cho dù của cải còn đó, nhưng mà một cơn gió thoảng qua nằm bại liệt, méo miệng đi, chân tay co rút lại, không ăn, không uống, không làm gì được nữa, thì tiền của đó có thể làm gì nữa hay không. Và hơn nữa đó là liệu đêm nay người ta gọi ngươi về thì những của rả ngươi để lại cho ai. Thưa anh chị em, xin Chúa cho mỗi người trong ngày mùa vọng này, những ngày tĩnh tâm này, ta hồi tâm lại, ta hỏi lòng mình rằng là tôi đang đặt nền tảng cuộc đời của tôi trên nền móng gì? Của cải, danh vọng, chức tước của thế gian, hay trên nền tảng là lời Chúa, nhất là trên lòng thương xót của Chúa. Amen. Chuyện đạo, chuyện đời, ngày mùng 3 tháng 12, thứ năm, Thánh Francisco Xavier. Hiệp lòng một ý, cùng một thần chí, chúng ta là anh em một nhà. Hiệp lòng một ý, cùng một thần chí, chúng ta là chia sẻ gánh đau thương cùng người đau thương, hãy chân tình lòng thành tâm yêu mến nhau, chia sẻ khổ đau. Chuyện đạo, chuyện đời, ngày mùng 3 tháng 12, thứ năm, Thánh Francisco Xavier. Thánh Francisco Xavier sinh năm 1506 tại lâu đài Xavier, trong một gia đình quyền quý của vương quốc Navarre nhỏ bé miền bắc nước Tây Ban Nha ngày nay. Khi lên 5 tuổi, nước Tây Ban Nha thôn tính và sáp nhập Navarre, khiến gia đình Francisco lâm cảnh nước mất nhà tan. Muốn tiến thân bằng con đường trí thức, năm 17 tuổi, Francisco đến Paris để tu học. Tại Paris, Francisco sống trong cùng một căn phòng với chân phước Ferro Fafre và sau đó là với Thánh Ignacio. Lần lượt Ferro Fafre rồi Francisco Xavier được Thánh Ignacio thu phục. Năm 28 tuổi, Francisco cùng với nhóm bạn của Thánh Ignacio khấn sống khó nghèo, khiết tịnh và làm việc tông đồ. Năm 31 tuổi, Francisco chịu chức linh mục tại Venezia, miền đông bắc nước Ý, năm 1537.
năm 35 tuổi. Francisco xuống tàu đi truyền giáo ở vùng Đông Á theo lệnh Đức Thánh Cha Phaolô thứ ba. Tháng 4 năm 1541, Francisco xuống tàu tại Lisbon và mãi 14 tháng sau mới đến được Goa bên Ấn Độ. Suốt 10 năm truyền giáo, từ năm 1542 đến năm 1552, Francisco đã đi cả 100.000 cây số. Trong 7 năm đầu, Francisco truyền giáo ở mũi Comoran, sau đó là ở Ceylon, Malaysia và từ đó đến Indonesia. Là vị giám tỉnh đầu tiên của tỉnh dòng, đầu tiên ngoài ở châu Âu, Francisco yêu mến và gắn bó keo sơn với Chúa Giêsu, tha thiết với nhà dòng và anh em trong dòng. Kính trọng và tuân phục Thánh Ignacio, nhiệt thành lạ lùng với việc tông đồ, Francisco đã rửa tội cho hàng trăm ngàn tân tòng và gây dựng nhiều cộng đoàn tín hữu khắp nơi. Thành quả tông đồ của Francisco tạo nên một đỉnh cao trong lịch sử truyền giáo của Hội Thánh. Trong vòng 2 năm, từ năm 1549 đến năm 1551, Francisco đã thành lập một cộng đoàn tín hữu ở Nhật Bản. Trước khi ra đi, Francisco trao lại cho một linh mục Bồ Đào Nha. 20 năm sau, cộng đoàn này đã lên đến 30.000 người. Cuối cùng, vì muốn vào Trung Quốc truyền đạo, Francisco đã đến đảo Thượng Xuyên ngay ở cửa khẩu Quảng Châu để chờ thuyền lén lút đưa mình vào trong đất nước Trung Quốc. Tiếc rằng tại đây Francisco ngã bệnh và qua đời trong một căn chòi tranh rách nát, chỉ có một anh thanh niên trẻ làm thông dịch viên ở bên cạnh mà thôi, không có ai khác nữa. Vài tuần lễ sau, người ta từ Goa đến tìm xác ngài, đưa về Goa để chôn cất. Thánh Francisco Xavier qua đời ngày 3 tháng 12 năm 1552, được Đức Thánh Cha Gregorio thứ 15 phong thánh cùng với Thánh Ignacio vào năm 1622 và được đặt làm bổn mạng các sứ truyền giáo. Thưa anh chị em và các bạn, Thánh Francisco Xavier được mệnh danh là Phaolô thế kỷ thứ 16. Francisco có tinh thần truyền giáo cao độ, luôn hướng tới Chúa và yêu mến các linh hồn. Francisco đi mãi tới các nước châu Á. Ngài đến với Á Châu, đến với những con người chưa biết Chúa. Ngài luôn mang trong mình Ngài hai tình yêu đã nên một, đó là tình yêu Giêsu cứu thế và tình yêu các linh hồn. Đọc các thư của Thánh Francisco Xavier, ai cũng phải nhìn nhận đó là một con người hoàn toàn vị tha. Ngài luôn luôn nghĩ đến người khác, không màng đến lợi lộc, danh vọng, địa vị và cả đến chính mạng sống của mình nữa. Có khi Ngài quan tâm đến một thanh niên cần chút vốn để về quê, có khi là một cô gái mồ côi vô danh cần lấy chồng. Tuy nhiên, quan tâm lớn nhất của Ngài là phần rỗi linh hồn người ta. Chúa Giêsu nói, được lời lãi cả thế gian mà đánh mất sự sống mình thì nào được ích gì? Matthew chương 16, câu 26. Tính cách triệt để của câu nói ấy hẳn đã thôi thúc trái tim vị tha của Thánh Francisco Xavier. Ngài coi việc cứu rỗi các linh hồn là tối quan trọng và khẩn cấp, không gì có thể thay thế được. Chính vì vậy, Ngài đi hết nơi này đến nơi khác, làm như không biết mệt mỏi và sợ hãi là gì. Phải nói là Ngài đã gào thét lên, gào thét như kẻ mất trí để kêu gọi giới học thức đừng chỉ vùi đầu vào sách vở,
để tìm vinh hoa phú quý, nhưng biết dấn thân cứu vớt các linh hồn. Francisco đòi các quan chức Bồ Đào Nha và cả vua Gioan thứ ba phải tích cực giúp đỡ công cuộc truyền giáo. Trước mắt nhiều người, hẳn Francisco là một kẻ quấy rối dai dẳng. Tuy nhiên, Francisco không chỉ kêu gào, không chỉ nói miệng, chân trời góc biển nào ngài cũng có thể đến, bất chấp mọi khó khăn và mọi nguy hiểm. Đứng trước mọi vấn đề, quan điểm của Francisco luôn luôn là quan điểm tông đồ. Trên tàu từ Bồ Đào Nha đi Ấn Độ, người ta khuyên ngài nên nhận một người giúp việc, nhưng ngài từ chối. Ngài tự giặt quần áo lấy, phần ăn thì ngài nhận từ bàn vị tổng trấn, dùng vừa đủ, những gì còn lại thì chia cho người nghèo. Phòng dành cho ngài, ngài cho người bệnh ở, còn chính mình thì nằm ngủ ở đống thừng trão bên cạnh những thanh niên nghèo tha phương cầu thực. Khi có người bệnh, ngài chăm sóc phần xác và phần hồn. Con tàu mà chở ngài vượt biển, ngài dùng cái con tàu ấy làm giáo điểm tin mừng. Ở đảo Hoa, trong lúc chờ đợi hai bạn đồng hành đến sau, ngài đi dạy giáo lý cho trẻ em, đi giảng cho người lớn, đi thăm bệnh viện, đi thăm các trại giam, trại tù và trại phong củi. Chưa làm tông đồ ở địa điểm của mình được, thì ngài làm tông đồ ngay tại nơi mà lẽ ra người khác chỉ cứ ngồi chờ. Ngài không chịu ngồi chờ, bắt tay vào làm. Khi xảy ra tranh chấp giữa các tiểu vương địa phương, ngài luôn luôn chủ trương rằng chính quyền Bồ Đào Nha phải can thiệp để giúp đỡ cho công việc truyền giáo. Trong khi ngài chỉ chú tâm vào việc giúp đỡ các linh hồn, các quan chức Bồ Đào Nha thường thì lại chỉ chú tâm đến lợi lộc vật chất mà thôi. Do đó nảy sinh biết bao nhiêu là mâu thuẫn. Khi thấy ở Ấn Độ hoạt động tông đồ gặp nhiều trở ngại, không tiến lên được, vì các tín hữu bản xứ bị mẹ Ấn Độ ruồng rẫy, cha Bồ Đào Nha khinh bỉ, trong khi ở những nơi khác như Maluku, Nhật Bản, Trung Hoa lại có triển vọng hơn. Thế là Francisco lên đường ra đi. Một điểm nữa, anh chị em và các bạn nhận thấy Francisco Xavier là một tông đồ di động. Ngày mai chúng ta có điện thoại di động, nhưng mà có mấy ai làm tông đồ di động? Francisco không phải là người có máu du lịch. Có những người thì đi du lịch hết nơi này đến nơi kia, hết đất thánh nọ đến đất thánh kia, và hãnh diện vì những chuyến du lịch của mình rất là tốn kém tiền của thời giờ. Nhưng thử hỏi, đi du lịch vậy được cái gì và để làm gì? Chỉ để lại được những cuốn phim, những tấm hình và một sự hãnh diện đó xong, có ích gì không? Trước khi gặp Thánh Ignacio, Francisco mơ ước làm giáo sư, làm bác sĩ hay làm giám mục để được hưởng vinh hoa phú quý. Francisco không hề ước mơ sang châu Mỹ hay là sang châu Á. Hơn nữa là dân miền đồi núi, ngài xa lạ với biển. Lên biển là say sóng. Một trong những điều gây ấn tượng mạnh nhất đối với ngài là những nguy hiểm trên biển. Dù vậy, thưa anh chị em và các bạn, Francisco đã vượt 100.000 cây số đường biển. 100.000 cây số đường biển mà theo tính toán của cha Léon Dufour dòng tên, trong 12 năm hoạt động truyền giáo, Francisco Xavier ở trên biển 3 năm 7 tháng. Tức là cứ 3 ngày thì có 1 ngày trên biển, và mỗi ngày di chuyển trung bình khoảng 60 cây số. Ngài tự coi mình là người mở đường cho anh em dòng tên cũng như các thừa sai khác. Và khi mở ra được một con đường thì ngài vui mừng, rồi lại đi mở con đường khác. Cứ thế, một cha dòng tên cùng ở Ấn Độ với Francisco đã nói: Francisco không ở đâu yên được quá 2 tuần lễ.
Một cha khác nói, Francisco không ngồi yên được. Chúng ta chỉ có thể lấy lời của Thánh Phaolô để hiểu được sự thôi thúc thâm sâu và mãnh liệt trong trái tim Francisco Xavier. 2 Côrintô chương 5 câu 13 đến câu 14. Chúng tôi có điên thì cũng vì Thiên Chúa. Chúng tôi có khôn thì cũng vì anh em. Tình yêu Đức Kitô thôi thúc chúng tôi. Tình yêu Đức Kitô thôi thúc chúng tôi. Đức Giêsu hỏi, có lợi ích gì nếu được cả thế gian mà mất mạng sống? Matthew 16, 26 câu A. Câu hỏi trên đã trở thành lời tâm niệm của một giáo sư triết trẻ tuổi với một tương lai đầy hứa hẹn trong giới kinh viện mà sự thành công uy tín và vinh dự đang chờ đón. Sinh ra trong gia đình quyền quý, nhưng Francisco Xavier luôn nuôi trong mình những ước vọng bay cao, tìm thăng tiến qua nẻo đường học hành. Francisco lên Paris theo đuổi khoa bảng, rùi mài kinh sử, để cuối cùng trở thành giáo sư môn triết học. Nhưng trên đỉnh cao danh vọng ấy, một lần tiếp cận với tên mừng gặp được câu lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn liệu ích gì? Lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn liệu ích gì? Và dù không quen cân đo đong đếm kinh tế, Francisco cũng đọc tất cả lên cán cân giá trị lời lãi trần thế mà đời sống linh hồn trống rỗng, không có gì thì là lỗ vốn. Đạt được ước vọng trong cuộc sống này mà đời sau lại mất hết thì là bể bụi, cuộc đời trắng tay sự nghiệp. Francisco Xavier không muốn dừng lại hưởng thụ cuộc sống đầy đủ, muốn gì được nấy, nhưng luôn được kích thích bởi ước vọng vươn lên, không muốn một cuộc đời chật hẹp gò bó dù luôn có kẻ hầu người hạ, mà lại thích vất vả khai phá lên đường. Không muốn ngày ngày làm quen với vũ khí chiến đấu phòng thủ hoặc tấn công chỉ vì lãnh địa đồi núi hoang sơ, nhưng lại ham thích vũ khí tinh thần là sách vở kiến thức, không gây bực bội tinh thần và cũng chẳng hôi tanh mùi máu. Lời Chúa ở đây quả là lựa chọn, đã trở thành sức mạnh giúp thanh nhân định hướng đời sống cuộc đời của mình. Thưa anh chị em và các bạn, nhìn lại cuộc đời của Thánh Francisco Xavier, thấy được máu truyền giáo của Ngài ngày hôm nay, chúng ta những tông đồ của lòng Chúa thương xót đọc lại cuộc đời của Thánh Faustina, đọc lại nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh Faustina, Chúa cũng nói với Faustina rằng hãy đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Chúa trao cho Faustina một cái sứ điệp là loan truyền lòng Chúa thương xót cho thế giới ngày hôm nay. Và Faustina nói rằng nhiệm vụ của tôi không chấm dứt ở đời này, nhưng kéo dài mãi cho đến cuộc sống đời sau. Và Chúa mời gọi chúng ta, tất cả những người tín hữu, mỗi người phải đi loan truyền lòng Chúa thương xót bằng bất cứ những phương tiện nào mình có trong tay. Phần thiếu sót Chúa sẽ bù đắp. Và Chúa ao ước rằng ngày ta đến lần thứ hai, ngày tận thế, ngày cánh chung, khi ta đến thì ước gì tất cả mọi người trên hành tinh này đều được nghe nói về lòng Chúa thương xót. Mà nếu có ai chưa được nghe nói về lòng Chúa thương xót thì chúng ta, những tông đồ lòng Chúa thương xót, đã được Chúa gọi, được Chúa chọn, được Chúa sai đi, phải trả lẽ trước mặt Chúa về những linh hồn không được nghe nói, nghe biết về lòng Chúa thương xót. Và khi đi loan truyền lòng Chúa thương xót, Chúa cho biết chắc chắn là gặp nhiều khó khăn trở ngại như là Francisco Xavier. Nhưng Chúa nói đừng ngại ngần, đừng sợ hãi, vì những người đi loan truyền lòng thương xót của ta sẽ được ta bảo vệ như vinh quang của ta. Ta chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ. Không kẻ thù nào làm hại được họ, và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an.
giờ đã đi trong bình an, có thể rất là cô đơn lẻ loi như là Francisco Xavier, rửa tội cho cả 100.000 người, thiết lập bao nhiêu giáo đoàn, rồi cộng đoàn dòng tu của mình, anh em của mình, đồng đạo của mình rất đông, ấy thế mà lại chết trong một căn chòi hoang ở một cái hòn đảo, trong khi mắt nhìn về Trung Hoa với ước mơ là đặt chân đến Trung Hoa để loan báo tin mừng. Nhưng Chúa nói như vậy đủ rồi. Như vậy đủ rồi. Mỗi người chúng ta, Chúa chỉ cần mời gọi mình làm được những việc mà Chúa muốn mình làm, chứ không phải mình muốn. Cho nên Francisco Xavier mới tròn 46 tuổi thôi đã được Chúa gọi về, như là Faustina 31 tuổi thì phải, và Thánh Teresa 24 tuổi. Teresa cũng là bổn mạng các sứ truyền giáo như Francisco Xavier, mặc dù Teresa đồng Giêsu thì suốt cuộc đời ở trong bốn bức tường của dòng kín, hy sinh cầu nguyện. Còn Francisco thì đi đến mức độ mà Francisco nói: tôi muốn đi mòn hết gót chân cho đến đầu gối, mòn để loan truyền tin mừng. Thưa anh chị em, nối tiếp cái công cuộc ấy, chúng tôi ngày hôm nay, những tông đồ của lòng Chúa thương xót cũng tận dụng tất cả những phương tiện để loan truyền lòng Chúa thương xót. Chúng tôi có những cái máy nghe giảng lòng Chúa thương xót, mới đầu là máy 365 bài giảng, thứ hai là máy 500 bài giảng, rồi tới 400 bài giảng, rồi tới 270 bài giảng, rồi đến 300 bài giảng lòng Chúa thương xót mới phát hành vừa tròn 1 năm, tháng 12 năm ngoái, ngày 13 tháng 12 năm ngoái. Hôm nay là tháng 12, vừa tròn 1 năm, rồi sang năm mới đây, vào trung tuần tháng 12 trước Noel, chúng tôi sẽ phát hành máy các bài giảng lòng Chúa thương xót, có lời Chúa mỗi ngày, có chuyện đạo chuyện đời, có sống đúng sống đẹp. Thưa anh chị em, đây là một cái máy mới đang được chuẩn bị phát hành, đang xin giấy phép chính thức xuất bản. Và trong đó, một năm vừa qua, năm của Covid-19, năm của cách ly, năm của giãn cách, năm của thánh lễ online vân vân, thì chúng dù khó khăn cách mấy, như là Phao-lô rao giảng lời Chúa khi thuận tiện cũng như khi không thuận tiện, và lời Chúa bị không bao giờ bị xiềng xích, dù tôi có bị xiềng xích, tôi có bị cách ly, nhưng lời Chúa không bao giờ bị xiềng xích, không bị cách ly. Cho nên từ trong bốn bức tường như là Teresa hay đồng Giêsu, chúng tôi lại làm theo Francisco Xavier là để lời Chúa vang đến tận cùng trái đất qua những phương tiện truyền thông, là trang web, là Facebook, là YouTube, để đi loan truyền lòng thương xót của Chúa. Mời anh chị em chúng ta đón nhận chiếc máy các bài giảng lòng Chúa thương xót, lời Chúa mỗi ngày, chuyện đạo chuyện đời và sống đúng sống đẹp, để anh chị em làm quà cho nhau trong dịp Noel, trong dịp Tết và năm mới, nhất là để đi loan truyền lòng thương xót của Chúa. Năm vừa rồi là chúng tôi có khoảng 30.000 máy đã gửi tặng đến các cộng đoàn, đến những vùng sâu vùng xa, đến những sứ đạo ở trong nước cũng như ngoài nước. Năm nay cũng thế, các cộng đoàn, các cha, các thầy, các sơ, anh chị em giáo hữu có nhu cầu để loan truyền tin mừng lòng Chúa thương xót cho những người nghèo, những người bệnh, những người vùng sâu vùng xa, những người dân tộc, xin liên lạc trực tiếp với chúng tôi. Chúng tôi sẽ gửi đến tận nơi miễn phí hoàn toàn. Đấy là cách mà chúng tôi thực hành điều Thánh Francisco Xavier đã làm. Với tất cả những gì có trong tầm tay của mình, thời giờ, công sức, tiền của, tất cả là những phương tiện Chúa dùng để loan truyền tin mừng lòng thương xót của Chúa. Mỗi ngày chúng tôi gửi đến anh chị em những món quà, món ăn tinh thần,
đó là lời Chúa bằng tiếng Việt, bằng tiếng Anh. Đó là chuyện đạo, chuyện đời, hạnh các thánh từ đạo Việt Nam cũng như các thánh khác. Rồi sống đúng, sống đẹp, những kỹ năng sống đặc biệt cho những người trẻ. Và Chủ nhật thì có những chuyên mục để thắc mắc biết hỏi ai. Mình không biết hỏi ai thì chúng tôi cố gắng trả lời cho anh chị em những thắc mắc về nhiều phương diện, nhiều lĩnh vực. Và những trang thơ cho những người trẻ, thư tình, sa mạc, chùm thơ lòng thương xót vân vân. Thưa anh chị em, đó là những cách thức mà chúng ta có thể làm được. Xin anh chị em, tha thiết xin anh chị em, đặc biệt là các bạn trẻ, hãy cùng với chúng tôi, chúng ta theo gương Thánh Francisco Xavier để loan truyền tin mừng lòng Chúa thương xót bằng lời cầu nguyện, bằng hy sinh, bằng những việc tông đồ, việc bác ái và bằng những phương tiện truyền thông. Anh chị em mỗi ngày nhận được những bài giảng, những bài chia sẻ. Anh chị em chỉ việc gửi đi, share, chia sẻ, send cho những người khác, tạo từng nhóm ở Việt Nam cũng như các nước khác trên thế giới, và nhất là cho những anh chị em ngoại đạo. Chúng tôi mới gặp một anh thanh niên, thưa cha con đến thăm cha hôm mùng 10 Tết năm ngoái, rồi được tặng một cái máy, đó là máy 300 bài giảng. Lần đầu tiên nghe giảng về lòng Chúa thương xót, con thấy hay quá. Con nghe và hôm nay là gần một năm sau, báo tin vui cho cha biết là con đã đăng ký đi học giáo lý lớp dự tòng ở nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế. Rồi một bà khác 78 tuổi, thưa cha con dưới Trà Vinh, mỗi tháng con lên nhận cái máy này về, con phát cho những người trong xóm con. Xóm con đa số là người không có đạo, chỉ có chừng 10 gia đình có đạo. Vậy thì bà cụ phải có đạo không? Thưa cha con không có đạo, con 78 tuổi nhưng mà con đi truyền đạo Công giáo. Thưa anh chị em, và có một gia đình là cả mẹ, cả con, cả cháu cũng nghe cái máy này và đang học đạo để chuẩn bị rửa tội nhà thờ Tân Định. Thưa anh chị em, còn bên nước ngoài thì nhiều lắm, nhiều người khô đạo, nhiều người bỏ đạo, nhiều người không đi tham dự thánh lễ bao nhiêu năm tháng, bây giờ bị Covid-19 không đi đâu được, mở mạng, mở YouTube, mở Facebook nghe. Và điều mà chúng tôi nhấn mạnh đó là những công việc này là hoàn toàn vô vị lợi, không có lợi nhuận, không có quảng cáo, không kinh doanh, không buôn bán gì cả. Anh chị mở những trang web mà chúng tôi thực hiện là trong web tínthác.net, là Facebook Thiện Nguyện Tín Thác, là YouTube tínthác.net, không hề có quảng cáo trong đó thì mới đúng là của lòng Chúa thương xót từ phía chúng tôi. Còn những người khác lấy rồi đăng quảng cáo vào để kiếm lợi, nhất là lại lợi dụng danh nghĩa chúng tôi, lấy danh nghĩa tên của chúng tôi để đi quyên góp hoặc là bán tranh ảnh, tượng ảnh thì hoàn toàn là mạo danh và giả mạo. Xin những anh chị em ấy, chúng ta chấm dứt ngay công việc này, để công việc loan truyền tin mừng lòng Chúa thương xót thuần túy là việc tôn giáo, không dính gì kinh doanh lợi nhuận và mạo danh trong đó cả. Như thế thì chắc chắn chúng ta sẽ được Chúa chúc lành. Xin cảm ơn anh chị em rất là nhiều trong năm vừa qua đã cộng tác với chúng tôi để loan truyền tin mừng lòng Chúa thương xót. Chúng ta bước vào năm mới, phụng vụ mới, mùa xuân mới của giáo hội với tinh thần mới, với năng lực mới, sức sống mới, tinh thần mới và những cách thức truyền giáo, truyền đạo, loan báo tin mừng mới để Chúa Thánh Thần hướng dẫn như đã hướng dẫn Thánh Francisco Xavier, và ta làm theo sự hướng dẫn của Chúa. Kết quả như thế nào là của Chúa. Phaolô trồng, Apollo tưới, nhưng Chúa mới làm cho lớn lên, Chúa mới làm cho mọc lên. Tất cả anh em chúng ta chỉ là những đầy tớ vô dụng làm những gì phải làm. Còn thành quả, kết quả như thế nào hoàn toàn là do quyền năng lòng thương xót của Chúa. Amen. Hiệp lòng một ý
một thần chi, chúng ta là anh em một nhà, hiệp lòng một ý. Cùng một thần chi, chúng ta là anh em một cha. Chúng ta đây cùng một cha, hãy yêu thương thật lòng yêu thương. Chúa chúc lành từ trời cao, ban thánh ân cho người thành tâm. Hiệp lòng một ý, cùng một thần chi, chúng ta là anh em một nhà. Hiệp lòng một ý, cùng một thần chi, chúng ta là anh em một cha. Chúa thương ban ngàn hồng ân xuống những ai lòng luôn bao dung, xót thương người hằng vui an, luôn đỡ nâng những người lòng than. Hiệp lòng một ý, cùng một thần chi, chúng ta là anh em một nhà. Hiệp lòng một ý, cùng một thần chi, chúng ta là anh em một cha. Hiệp lòng một ý, cùng một thần chi, chúng ta là anh em một cha. Sống đúng, sống đẹp, những lá thư không gửi. Sống đúng, sống đẹp, những lá thư không gửi. Thứ năm, mùng 3 tháng 12, 2020, thư gửi Đức Thánh Cha Francisco. Thưa anh chị em và các bạn, chúng tôi đang gửi đến các bạn hai tập sách Những lá thư không gửi, tập 1 và tập 2. Đây là hai cuốn sách mà chúng tôi viết trong thời gian bị cấm cách. Dĩ nhiên là tính thời sự và theo yếu tố không gian và thời gian, bây giờ có thể có những điểm nó đã qua rồi, nhưng cái tâm tình vẫn còn đó, muốn trao gửi đến anh chị em và các bạn. Trong tinh thần hiệp thông chia sẻ, trong lòng Chúa thương xót, những lá thư không gửi lòng thương xót bắt đầu từ ngày thứ hai 23 tháng 11, thư gửi các thánh. Thứ tư 24 tháng 11, thư gửi các thánh từ đạo Việt Nam. Thứ tư 25 tháng 11, thư gửi Satan. Thứ năm 26 tháng 11, thư gửi người mục tử với lòng thương xót. Thứ sáu 27 tháng 11, thư gửi lòng thương xót Chúa. Thứ bảy 28 tháng 11, thư gửi mẹ lòng thương xót. Thứ hai 30 tháng 11, thư gửi Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Thứ ba mùng 1 tháng 12, thư gửi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Thứ tư mùng 2 tháng 12,
thư gửi Thánh Giuse. Và hôm nay, thưa anh chị em và các bạn, thứ năm mùng 3 tháng 12, lễ kính Thánh Francisco Xavier Bổn Mạng Các Sứ Truyền Giáo. Và hôm nay chúng tôi mời anh chị em cùng lắng nghe lá thư mà chúng tôi viết gửi cho Đức Giáo Hoàng Francisco. Hãy luôn luôn tín thác nơi lòng thương xót của Chúa và đừng sợ hãi là Kitô hữu và sống như Kitô hữu. Thưa cha, đáng lẽ con phải viết là kính thưa Đức Thánh Cha hoặc là trọng kính Đức Thánh Cha. Nếu không sẽ bị mắng là vô phép vô tắc vì thư chuyện với một vị lãnh đạo tinh thần tối cao của hơn 1 tỷ người Công giáo trên hoàn cầu mà dám hỗn hào gọi chống là thưa cha. Ai mắng thì mắng, nhưng con biết chắc khi đọc lá thư này cha sẽ không mắng con đâu. Vì khi còn là Hồng y Jorge Mario Bergoglio, Tổng giám mục giáo phận Buenos Aires, cha vẫn thích được gọi là anh George hay cha George, đơn giản thế thôi. Vậy mà rất thân thương, rất gần gũi đấy cha ạ. Thông thường khi có được một chức vụ nào, người ta hãnh diện và thích gọi bằng chức vụ hơn là gọi bằng tên, hoặc phải để chức vụ đó trước cái tên của mình trong danh thiếp. Ngoài đời như thế và trong đạo cũng vậy, nào là tổng giám đốc, X chủ tịch hội đồng quản trị TDM, rồi ông chủ tịch hội đồng giáo xứ TDN, bà trưởng hội các bà mẹ Công giáo MXC, cha tổng thư ký ML, bà bề trên giám tỉnh VCV, vân vân. Con cũng thích như vậy lắm chứ, cái máu háo danh mà. Có lẽ Chúa thấy con ham hố quá, cho nên Chúa chỉ cho con suốt đời là lính trơn. Muốn đặt một chức vụ nào trước cái tên cúng cơm mà tìm mãi không ra, Trần Đình Long vẫn mãi mãi chỉ là Trần Đình Long mà thôi, không hơn không kém. Con đến thăm nhà một giáo dân, đứa bé chạy ra ôm lấy con và nói: "Chào cha Long." Mẹ nó mắng ngay: "Gọi là cha được rồi, con không được hỗn gọi tên cha. Nếu muốn gọi tên thì con phải gọi tên thánh là chào cha Giuse." "Ố kìa, cái tên do cha mẹ đặt cho mình sẽ theo mình suốt đời lại không được gọi, hay không muốn người khác gọi trống không như thế. Còn cái chức vụ được người ta ban cho hay là bầu bán, chạy trọt lo lót là cái nay còn mai mất. Quan nhất thời, dân vạn đại lại là cái mà mình cứ khư khư muốn giữ lấy, muốn người ta gọi cái chức danh thay vì gọi tên. Lạ thật. Hơn nữa còn tự xưng chức vụ của mình thay vì xưng tên. Lạ hơn nữa. Chính vì thấy lạ như thế, cho nên khi được bầu làm giáo hoàng với ba con số 3, ngày 13 tháng 3 năm 2013, cha vẫn cứ bình dân giản dị, cứ sống như cha đã sống, không quan tâm đến chức tước địa vị, và nhất là không để cho cái bả danh vọng chức vụ làm biến mất con người thật của cha, làm mất nét hồn nhiên của anh George hay cha George. Bà nội trợ 64 tuổi, Maria Elena Bergoglio ở thành phố Tuzango của Argentina, là người em gái duy nhất còn sống của cha. Khi được hỏi, bà đã trò chuyện với anh trai bà mấy lần từ ngày cha làm giáo hoàng. Bà cho biết ngài điện thoại ngay khi có thể sau khi được bầu, và đó là một cuộc nói chuyện rất xúc động. Tôi không thể nào giải thích được xúc cảm của mình lúc đó. Sau lần đó, ngài còn gọi một lần nữa, và lần này chúng tôi nói chuyện với nhau thân tình như anh trai nói với em gái. Một cuộc tán gẫu rất bình thường như vẫn thường xảy ra. Ví dụ,
Ngài muốn biết tôi đang nấu món ăn gì. Khi được hỏi, vậy bà vẫn gọi Ngài là George, hay gọi là Francisco, hay là Đức Thánh Cha? Bà hồn nhiên đáp, tôi vẫn gọi là George, George. Bao lâu tôi còn biết đó là tên anh trai tôi, thì tôi còn gọi Ngài là George. Về căn bản, tôi muốn Ngài vẫn là anh George, vẫn làm những cử chỉ nhỏ mọn như lúc còn làm hồng y ở đây, như đi cử hành thánh lễ cho người trẻ vào thứ năm tuần thánh. Ngài vẫn giảng dạy và ban hành các sứ điệp mục vụ theo cách Ngài vốn được dạy phải làm, tức là bằng gương sáng. Ngài vẫn giảng dạy và ban hành các sứ điệp mục vụ theo cách Ngài vốn được dạy phải làm, tức là bằng gương sáng, không phải nói bài nói, mà là bước đường bước. Người em gái của cha tin chắc chắn rằng những hoành tráng và nghi lễ của Vatican sẽ không làm sứt mẻ sự khiêm nhường mà cha theo đuổi suốt đời. Cha xin những người Argentina đừng chi tiêu tốn kém cho các chuyến đi đến Roma để dự lễ tấn phong của cha, mà dành tiền đó cho các tổ chức từ thiện, là một dấu hiệu mạnh mẽ chứng tỏ cha sẽ không thay đổi. Bà nói trong một cuộc phỏng vấn tại nhà ở phía tây thành phố Buenos Aires, tin nhắn đó làm cho tôi cảm thấy như Ngài vẫn còn đi trên cùng một con đường. Và ít ra là Ngài đã không bị ảnh hưởng vào lúc này. Không có chất độc nào tồi tệ hơn là quyền lực. Không có chất độc nào tồi tệ hơn là quyền lực. Bà nói thêm rằng, tình cảm của cha là dành cho người nghèo, người yếu đuối nhất, trẻ nhỏ. Cha có sự nghiêng chiều về phía người nghèo. Cha cũng không bao giờ mong muốn trở thành giáo hoàng. Bà nói, chúng tôi đã chọc anh ấy về chuyện đó, và anh ấy nói, ồ, xin vui lòng. Please. Cha ơi, nghe em gái của cha nhận định về anh của mình như thế làm con thấy nhột quá. Con lúc nào cũng khao khát được thăng quan tiến chức. Con tìm mọi cách để leo lên chức này chức nọ. Tu mãi mà cứ làm lính quèn thì chán chết được. Nếu mèo mù vớ cơ rán, mèo mù vớ cá rán, hoặc lên chức thì con sẽ mời cả xứ, cả họ, cả giáo phận, thậm chí cả nước đến trong ngày con vinh quy bái tổ. Con sẽ cố gắng mời càng nhiều càng tốt các bậc vị vọng, các đại gia, thiếu gia, tiểu gia, các ân nhân đặc biệt, các doanh nghiệp để chứng tỏ cho mọi người thấy đẳng cấp của con. Thiệp mời được gửi đến từng gia đình. Ai không đi được, thế nào họ chẳng gửi phong bì. Thế là con có lời rồi. Còn những người nghèo, những người yếu đuối bệnh tật, con sẽ tặng họ tấm hình của con phóng thật lớn, Photoshop làm thật đẹp, make up, maquille, để nhà nhà cùng treo tấm hình ấy mà nhớ đến con, chứ không phải nhớ đến thầy Giê-xu. Em gái của cha vẫn muốn cha là người anh George ngày nào, dù bây giờ cha đã là người quyền lực nhất. Phần con, khi còn là giáo lý viên, các em gọi con là anh. Nhưng khi con lên làm thầy sứ rồi mà không chịu gọi con là thầy, thì con khó chịu lắm. Thầy rồi gọi anh hoài. Rồi khi con may mắn được thụ phong linh mục, mai lỡ miệng gọi con là thầy, thì con không thèm nhìn mặt nữa. Cha rồi gọi thầy hoài. Thậm chí, những người ruột thịt trong gia đình cũng không dám gọi con như là một thành viên trong gia đình, mà cũng phải gọi con là cha, là thầy, là sư. Con là thế, mà cha thì không. Có ai khi đã lên đến đỉnh cao danh vọng mà còn nhớ đến những người nghèo hèn,
còn chủ động gọi điện cảm ơn người đã giao báo cho mình như cha không? Hôm 18 tháng 3, khoảng 1 giờ 30 chiều địa phương, Daniel Denrino là con trai của chủ sạp báo đã nhận được một cú điện thoại với giọng quen thuộc. Chào Daniel, đây là Giorgio Bergoglio, cha gọi từ Roma. Denrino kể với tòa báo Nación của Argentina: tôi đã bị sốc. Tôi bỗng òa khóc và không biết phải nói gì. Đức Thánh Cha cảm ơn tôi đã giao báo từ bấy lâu nay và gửi lời chúc tốt đẹp nhất cho gia đình tôi. Trước khi ngưng cuộc điện đàm, Đức Thánh Cha còn xin tôi cầu nguyện cho Ngài. Bố của Daniel nổi da gà bất cứ khi nào ông nghĩ về sự đơn giản của cha. Ông kể rằng, vào những ngày Chủ nhật, Đức Hồng Y ghé qua sạp báo vào lúc 5 giờ 30 sáng và mua tờ nhật báo La Nación. Ngài trò chuyện với chúng tôi trong chốc lát và sau đó đi xe buýt đến Lugano, nơi Ngài sẽ phục vụ trà cho những người trẻ và người bị bệnh. Vào cuối tháng, Đức Hồng Y luôn mang những sợi dây thun mà ông buộc quanh các tờ báo để giữ cho chúng khỏi bị gió thổi bay đi khi Ngài đi giao báo. Ngài mang lại cho chúng tôi đủ cả 30 sợi. Tôi biết con người Ngài như thế nào. Ngài là một người có một không hai. Cha đã làm thế, con thì không. Có được chức vị là con quên ngay quá khứ của mình, không muốn liên hệ với những người nghèo ngày xưa nữa, sợ họ nhờ vả làm phiền con. Con bắt đầu lưu số phone của những người tai to mặt lớn, quan hệ rộng rãi mật thiết với những thành phần con ông cháu cha, chịu khó qua lại với những người có máu mặt. Con quên phén những người ngày xưa cùng nằm gai nếm mật với con, chẳng nhớ gì đến những người bạn thuở Hàn Vi nữa. Con chẳng làm được gì, hoặc có làm cũng chẳng ra hồn, nhưng lại thích chức tước địa vị cho nó oai. Con thật là lố bịch phải không cha? Con chỉ là hữu danh vô thực, còn cha đúng là hữu thực vô danh. Cha thì thế, con thì không. Khi có chức vị nào đó, người ta thay chức danh đó vào tên của mình, đồng thời cũng thay đổi cách sống, thay đổi y phục, nhà ở, xe cộ, phương tiện. Khi được lên chức, con sẽ ăn mặc cho sang trọng lịch lãm, kẻo người ta coi thường mình đi. Con sẽ sắm xe hơi đời mới để đi lại với lý do để bảo vệ sức khỏe, để có sức khỏe mà phục vụ. Con sẽ dọn vào ở trong những tòa nhà nguy nga lộng lẫy, máy lạnh, kín cổng cao tường để cho có bề thế dễ dàng làm việc. Con sẽ mua sắm những phương tiện văn minh hiện đại và tốn kém nhất để theo kịp với thời đại. Tất cả thay đổi lên đời ấy, con đều biện minh cho phương tiện. Nhưng thực ra con đã biến phương tiện thành mục đích. Con thay đổi mẫu mã dáng vẻ bên ngoài, nhưng đời sống nội tâm, đời sống dấn thân phục vụ lại tỷ lệ nghịch với nấc thang danh vọng của con. Con thì thế, cha thì không. Được biết, ngay khi là Hồng Y Tổng Giám Mục, cha đã nổi tiếng với sự khiêm tốn và khó nghèo, mạnh mẽ bảo vệ các học thuyết giáo hội và dấn thân cho công bằng xã hội. Cha sống trong một căn nhà nhỏ, chứ không phải tại nơi cư trú nguy nga của tòa giám mục. Dù là Hồng Y, cha thường sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, chứ không đi xe hơi riêng có tài xế lái, và tự nấu ăn cho mình chứ không có kẻ hầu người hạ. Khi làm giáo hoàng, cha từ chối sử dụng xe hơi dành cho giáo hoàng
mang biển số CV1 mà di chuyển bằng xe buýt nhỏ cùng với các vị hồng y khác. Cuối thánh lễ sáng ngày 26 tháng 3 với các giám chức và linh mục, qua những lời rất đơn sơ, cha cho biết ít là trong giai đoạn này, cha muốn tiếp tục ở lại với họ trong nhà trọ Thánh Martha. Nhà trọ này có 131 căn hộ và phòng đơn dùng làm nơi cho các hồng y cử tri và những người phụ giúp. Ngoài thời gian đó, các phòng trong nhà trọ được dành cho các giám mục, giám chức hoặc linh mục làm việc tại tòa thánh, hoặc cho các giáo sĩ vãng lai. Bây giờ, cha đã chịu chuyển sang căn hộ số 201 trong nhà trọ Thánh Martha. Đây là một nơi rộng rãi hơn dành cho các vị hồng y ngay sau khi đắc cử giáo hoàng, hoặc cho các khách vị vọng. Trong thời gian qua, cha đã từ chối dọn vào đây. Nay cha đồng ý dọn vào để có thể tiếp nhận nhiều người một cách dễ dàng hơn mà thôi. Hàng ngày cha vẫn ăn cơm với các hồng y và với các nhân viên trong nhà trú ngụ tại nhà trọ Thánh Martha. Cha vẫn dâng lễ mỗi sáng cho các nhân viên đang phục vụ cùng tham dự. Thưa cha, khi Đức Hồng Y Louis Torang đứng ở ban công để công bố có giáo hoàng mới, chúng con thấy cha xuất hiện trong bộ áo trùng trắng đơn giản. Trên ngực vẫn đeo cây thánh giá bằng bạc khi còn là tổng giám mục Buenos Aires. Không dây stola, không giày đỏ. Không có. Với cử chỉ đơn giản, thái độ tự nhiên quay qua quay lại ngay trên ban công đầy nghi lễ của Vatican trước hàng nửa triệu tín hữu chào đón phía dưới, cha giơ cao một tay như để ban phép lành. Ai cũng cúi xuống chuẩn bị lãnh phép lành, nhưng không phải thế. Cha nói: "Ta muốn xin các con một ân huệ. Trước khi cha ban phép lành, cha xin các con đọc kinh thay cho lời chúc lành của Cộng đoàn Dân Chúa cho vị tân giám mục Roma." Rồi cha cúi đầu để nhận sự chúc lành của các tín hữu. Mọi người xôn xao cả lên, nhốn nháo cả lên. Một giáo hoàng khiêm tốn cúi đầu xin tín hữu cầu sự chúc lành cho mình trước khi chúc lành cho họ. Cha làm việc này một cách bình thường như cha vẫn xin những người trong khu ổ chuột ở Argentina cầu Chúa ban phép lành cho cha trước khi cha chịu chúc lành cho họ. Ấy vậy lại là một điều chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử giáo hội. Trước khi tạm biệt đám đông, các chức sắc nghi lễ nhắc cha rời khỏi khán đài, nhưng cha quay sang xin người phụ tá mang micro tới để cha chúc lành cho mọi người ngủ ngon và hứa cầu nguyện cho họ vào ngày hôm sau. Còn tâm đắc nhất là phần cầu nguyện của cha kéo dài hơn cả phần diễn văn. Thú thật với cha là chúng con rất sợ và rất ngán những bài diễn văn dài lê thê, những nghi lễ rườm rà mất thời giờ. Dường như càng làm lớn người ta càng thích nói dài, uốn éo cung giọng cho trang trọng mất hết tự nhiên, cử chỉ cũng tỏ vẻ bề vệ khác người. Họ quá chú trọng đến hình thức mà đánh mất hết nội dung. Con thì thế, cha thì không. Lần xuất hiện đầu tiên của cha đã gây một ấn tượng rất mạnh. Cha đã loại bỏ nhiều điều rườm rà không cần thiết để đi vào trọng tâm sứ vụ của cha, đó là bây giờ giám mục và giáo dân, chúng ta bắt đầu cuộc hành trình huynh đệ đầy yêu thương và tin cậy. Vâng, thưa cha, đó phải là hành trình huynh đệ đầy yêu thương và tin cậy. Cha là thế, chứ con mà có chức có quyền trong tay thì lại là cuộc độc diễn của quyền hành. Có quyền trong tay rồi thì tha hồ mà hành người dưới quyền của mình, gọi là quyền hành. Các vị hồng y, cha đối xử như những người anh em với nhau, chứ không như bề trên với bề dưới. Cha đứng dậy để nhận sự thần phục của các hồng y anh em, chứ không ngồi chễm chệ trên ngai tại nhà nguyện Sistine cho các hồng y đến cúi mình hôn nhẫn. Cha như muốn ôm choàng lấy từng người anh em,
không muốn họ hôn nhẫn của mình, mà thậm chí cha còn cúi xuống hôn nhẫn của anh em Hồng Y nữa. Không phải lên làm lớn rồi lúc nào mặt cũng lạnh như tiền, hoặc mang bộ mặt hình sự nghiêm trang đạo mạo để người dưới phải khiếp sợ mà tránh xa. Cha có máu hoài ước dí dỏm. Chuyện còn vui hơn nữa là lúc trở lại nhà trọ Thánh Mắt Ta, cha đi bằng xe minibus quen dùng lúc dự cơ mật viện, chứ không phải bằng xe đặc chủng limousine của giáo hoàng. Cha hài ước với các vị hồng y như anh em trong nhà: xin Chúa tha tội cho anh em vì đã dại dột chọn tôi làm giáo hoàng. Cha thật là dễ thương gần gũi. Năm 20 tuổi, cha phải giải phẫu vì bị nhiễm trùng đường hô hấp. Từ đó cha chỉ còn một lá phổi. Mặc dù vậy, cha có thói quen dậy lúc 4 giờ 30 sáng, suốt ngày cặm cụi làm việc. 9 giờ 50 sáng ngày 14 tháng 3 2013, lần đầu tiên rời Vatican trong tư cách giáo hoàng, cha vẫn không dùng xe limousine dành cho riêng cho giáo hoàng, mà dùng một trong các xe của cảnh sát Vatican để kính viếng đền thờ Đức Bà Cả. Thầy Giuseppe, một trong 15 chủng sinh, tu sĩ và giám chức thấp tùng cho biết, cha vẫn mặc áo dòng trắng, đi giày đen thay vì giày đỏ, áo giáo hoàng. Đeo nhẫn hồng y và đeo thánh giá bằng bạc, không kèn, không trống, không hàng rào danh dự. Khi đến nơi cửa chính chưa mở, cha đi vào cửa phòng áo rồi rất thoải mái, không bực mình khó chịu vì người ta chưa kịp mở cửa đón chào. Tự tay cha cầm một bông hoa hết sức tầm thường, đến đặt trước tượng Đức Mẹ bằng một nhịp bước không cần chờ ai. Trước khi ra về, cha đã bắt tay từng người và luôn xin mỗi người cầu nguyện cho cha. Trên đường trở về, cha dừng lại Dominus Anh Thạch Nationalis Polus thứ sáu gần Pisa Navona, nơi cha cư ngụ trước khi tham dự cơ mật viện, để lý hành lý còn gửi tại đó, và nhất là trả tiền trọ. Cha bắt tay hỏi thăm và cảm ơn những người đang làm việc ở đây. Cha thì thế, con thì không. Cha hay thật đấy, làm sao cha lại phải vất vả như thế? Nếu con ở chức vụ cao như thế, đi đâu cũng phải có người đưa kẻ đón, phải có hàng rào danh dự, có cờ quạt chống phách tưng bừng chào đón con. Cửa nhà thờ phải mở sẵn, chuông nhà thờ phải giật inh ỏi lên, phải cứ người nào xách cặp, rồi có kẻ hộ tống, rồi có bó hoa rực rỡ to đẹp dâng cúng lên trên con. Nếu con đến mà cửa chưa mở, không có người tiếp đón thì con giận, con bỏ về ngay. Có đâu nhân vật quan trọng số 1 mà lại phải đi cửa sau, rồi tự tay cầm bó hoa quèn mà đi một mình đến đài Đức Mẹ. Hơn nữa, việc lấy đồ và trả tiền khách sạn hay những chuyện lặt vặt khác, có khi nào một người quyền giáo hoàng chức trọng như con mà lại phải chịu đụng ngón tay vào? Tất cả đã có người cơm bưng nước rót làm hết cho con rồi, con chỉ việc đứng, chỉ tay năm ngón mà thôi. Cha thích đi bộ những khoảng cách ngắn trong thành phố Vatican, và chỉ thích phương tiện đi lại bình thường đến nơi muôn dân, đến nơi muốn đến. Cha không thích dùng xe riêng, nhưng di chuyển cùng với đoàn tùy tùng bằng xe chung. Vẫn tấm áo dài trắng nhưng ngồi chung với anh em, không có sự cách biệt. Nếu đi xe giáo hoàng bui trần, cha không ngần ngại dừng xe giữa đường để bước ra ngoài hôn vào vai phớt lành cho một người bại liệt giữa đám đông. Giám đốc tin tức của EWTN cho biết, cha muốn đi đâu, đi thế nào thì đi. Cha là người của chính cha, không lệ thuộc vào nghi lễ quan cách, cũng chẳng sợ an ninh cho bản thân. Thấy điều đúng và cần làm thì cha làm, vì chính tình yêu Chúa Giêsu Kitô thúc bách tôi. Cha đến thăm và cử hành thánh lễ chiều thứ năm tuần thánh tại nhà tù dành cho các chị em vị thành niên ở Roma. Con rất xúc động khi thấy cha chẳng ngại ngùng cúi xuống rửa và hôn chân 12 phạm nhân. Trong đó có 2 phạm nhân nữ lại là người Hồi giáo nữa. Cha dám vượt qua hàng rào của những tục lệ, những truyền thống lâu đời
để có những sáng tạo, những thay đổi đầy ý nghĩa trong các nghi lễ. Có mấy nhà thờ ngày thứ năm tuần thánh mà linh mục chủ sự dám rửa chân rồi hôn chân các tù nhân, nữ giới và nhất là người không cùng tôn giáo không? Cha thì thế, con thì không. Bài huấn từ đầu tiên của cha trong thánh lễ với các hồng y tại viện đường Sistine vào ngày thứ năm 14 tháng 3 2013 càng làm cho con thấy rõ con đường cha đã chọn. Khi chúng ta đi mà không có thánh giá, khi chúng ta xây dựng mà không có thánh giá, và khi chúng ta tuyên xưng Đức Kitô mà không có thánh giá, chúng ta không phải là môn đệ của Chúa, chúng ta thuộc về thế gian. Chúng ta là giám mục, linh mục, hồng y, giáo hoàng, nhưng không phải là môn đệ của thế gian. Trong bài giảng ngày lễ kính thánh Giuse 19 tháng 3 2013, cha nhắc con nhớ quyền bính đích thực để phục vụ, chứ không phải bắt người khác phục vụ. Hôm nay cùng với lễ thánh Giuse, chúng ta cử hành khởi đầu sứ vụ của tân giám mục Roma, người kế vị thánh Phêrô, cũng bao gồm một quyền bính. Chúng ta không biết bao giờ được quên rằng quyền bính đó thực sự là phục vụ. Giáo hoàng phải nhìn đến sự phục vụ khiêm tốn, cụ thể đầy đức tin của thánh Giuse. Và như thánh nhân, giáo hoàng cũng phải mở rộng vòng tay để gìn giữ toàn thể dân Chúa và yêu thương, dịu dàng đón nhận toàn thể nhân loại, nhất là những người nghèo, nghèo nhất, yếu đuối nhất, những người nhỏ bé nhất trong giáo hội. Trong cuộc gặp gỡ báo chí ngày 16 tháng 3 2013 tại hội trường Phaolô, cha đã muốn đi xa hơn, quyết liệt hơn, sát với tin mừng hơn khi bày tỏ: tôi mong muốn biết bao một giáo hội nghèo. Tôi mong muốn biết bao một giáo hội nghèo. Giáo hội không chỉ là giáo hội của người nghèo, mà người nghèo chính là giáo hội. Ôi cha, làm con sợ lắm. Như vậy là con phải sống nghèo, con phải là người nghèo, chứ không phải chỉ là người đi phục vụ người nghèo, trong khi con vẫn có thể giàu. Thưa cha, thư của con cũng khá dài rồi. Tuy nhiên còn một điểm đặc biệt nữa nơi cha mà con không thể bỏ qua, vì đó là điều con đã, đang và sẽ theo đuổi suốt cuộc đời dù gặp rất nhiều khó khăn trở ngại. Đó là lòng thương xót của Chúa. Lòng thương xót là chủ đề đặc biệt của cha trong những bài giảng và suy niệm. Trong giờ kinh truyền tin ngày Chủ nhật 17 tháng 3 2013, khi nói về lòng thương xót, cha nhắc nhở đám đông rằng gương mặt của Thiên Chúa là gương mặt của người cha đầy lòng thương xót. Ngài luôn kiên nhẫn với chúng ta, đây chính là lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài luôn kiên nhẫn để hiểu, chờ đợi và không biết mệt mỏi tha thứ cho chúng ta, nếu chúng ta biết quay lại với Ngài với tất cả con tim của mình. Như lời Thánh Vịnh có chép rằng lòng thương xót của Thiên Chúa vĩ đại nhường bao. Lòng thương xót có thể làm cho thế giới trở nên ấm áp hơn, công bằng hơn. Do đó chúng ta cần hiểu lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài là một người cha đầy lòng thương xót đối với mỗi người chúng ta. Hãy nhớ lại lời của ngôn sứ Isaiah: tội các ngươi dầu có đỏ như sơn cũng ra trắng như tuyết, có thắm tựa vải điều cũng nên trắng như bông. Isaiah 1 câu 18. Lòng thương xót đẹp biết bao. Thiên Chúa là người cha yêu thương luôn tha thứ. Ngài có một trái tim đầy lòng thương xót và cây. Ngài có một trái tim đầy lòng thương xót dành cho tất cả chúng ta. Và chúng ta cũng cần học và thương xót người khác. Hãy luôn tín thác nơi lòng thương xót của Chúa và đừng sợ hãi là Kitô hữu và sống như Kitô hữu. Cha đã nói như trên với hơn 100.000 tín hữu và du khách hành hương tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô để đọc kinh Nữ Vương Thiên Đàng với cha vào trưa Chủ nhật lễ lòng Chúa thương xót mùng 7 tháng 4 năm 2013. Mọi người đã vỗ tay thật to khi cha nhắc tới ngày lễ lòng thương xót Chúa do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị thiết lập.
và người đã nhắm mắt lìa trần cách đây 8 năm và chiều hôm trước ngày lễ. Cha nhấn mạnh, cả chúng ta nữa cũng hãy can đảm hơn để làm chứng cho đức tin nơi Chúa Kitô phục sinh. Chúng ta không được sợ hãi là tín hữu Kitô, và sống như Kitô hữu không được sợ hãi. Chúng ta phải có lòng can đảm ra đi loan báo Chúa Kitô phục sinh, bởi vì Ngài là sự bình an cho chúng ta. Ngài đã trao ban cho chúng ta sự bình an với tình yêu thương cùng với sự tha thứ của Ngài, với máu và lòng thương xót của Ngài. Chúng ta cầu xin Đức Trinh Nữ Maria để mẹ giúp chúng ta, giám mục và dân Chúa, tiến bước trong đức tin và trong tình mến, luôn luôn tin tưởng nơi lòng thương xót của Chúa, là đấng luôn chờ đợi chúng ta, yêu thương chúng ta, tha thứ cho chúng ta với máu của Ngài, và tha thứ cho chúng ta mỗi khi chúng ta đến gặp gỡ và tuyên xưng Ngài. Chúng ta hãy tin tưởng nơi lòng thương xót của Ngài. Trong bài giảng thánh lễ nhận nhà thờ chính tòa, Cha đã kêu gọi chúng con đừng bao giờ đánh mất đi sự tin tưởng nơi lòng thương xót nhẫn nại của Thiên Chúa. Đừng bao giờ đánh mất đi sự tin tưởng nơi lòng thương xót nhẫn nại của Thiên Chúa, là đứng luôn luôn yêu thương, dịu hiền, chờ đợi và tha thứ cho chúng ta. Cha nhắc nhở chúng con hãy để cho mình được bao bọc bởi lòng thương xót của Thiên Chúa. Hãy để cho Chúa yêu thương và gặp gỡ Chúa trong các bí tích để cảm nhận được sự dịu hiền và bồng vòng tay yêu thương của Chúa, hầu chúng con có thể xót thương, kiên nhẫn, tha thứ và yêu thương như Ngài đã yêu. Cha kính mến, chỉ mới đúng một tháng Cha nhận lãnh nhiệm vụ chăm sóc đoàn Thiên Chúa, mà Cha đã cho chúng con thấy Cha quả là mục tử như lòng Chúa mong ước và như lòng dân mong đợi. Qua những gì Cha đã làm, đã sống, đã giảng dạy, soi chiếu vào cuộc sống khó nghèo, hồn nhiên, đơn sơ, khiêm tốn của Cha, càng làm cho con thấy hổ thẹn so với cuộc sống vương giả, quan liêu, quyền hành cao ngạo của con. Thật đúng là Cha thì thế, con thì không. Xin Cha thương cầu nguyện cho đứa con khốn khổ đang cần được thương xót này, để con cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa qua tấm lòng xót thương của Cha, của những người có chức có quyền trên những con người hèn kém thấp cổ bé miệng này. Con sẽ luôn ghi tạc lời Cha dạy là hãy luôn luôn tín thác nơi lòng thương xót của Chúa, và đừng sợ hãi là Kitô hữu, và sống như là một Kitô hữu. Hãy luôn luôn tín thác nơi lòng thương xót của Chúa, và đừng sợ hãi là Kitô hữu, và sống như Kitô hữu. Con mà làm được như thế thì chắc Cha vui lắm, và đúng là Cha nào còn nấy. Amen. Mẹ một màu ngát xanh, con nương tựa dâng lên cõi lòng. Áo mẹ một màu ngát xanh, bao bọc con qua cơn khủng hoảng.